Vớt lại cái hầm mình vớt ở ngoài vớt hết có rồi. Cái lại hầm hầm nhà mình vớt. Hầm nhà mình vớt ngày 20 30 ký có, 40 50 có ký À. có. Mà cân ngày cân ký 30 ngàn à, cứ 2 năm về trước á. Vớt hoài thả làm vớt hoài á. Là lúc đó thấy ham mà đâu có đi bằng hộ đâu. Nghỉ luôn. Nghỉ mà hậu đâu Nghỉ hả? bằng hộ luôn, nhà dịch xài với nó ốc luôn, cứ ấp lụm lên ấp vậy đó. Tính ra anh vớt cái đó là một ngày kiếm cái triệu Bởi vậy thằng quạt ham nó nghỉ làm còn hồ luôn, gì không đi làm hồ nữa. nữa. Đầu cái là cái con ốc mà lần thứ 2 mình thả là nó được 2 tháng. 2 tháng là mình thu hoạch được cái 50.000 con đợt trước rồi. À. Cái đầu cái mình thả tiếp tục vô lần thứ 3 50.000 con nữa. Cái 2 tháng cái mình thả là cách 2 tháng cái mình thu hoạch được 50.000 con nữa. À, có nghĩa là cách 2 tháng mình thu hoạch một lần rồi mình thả ốc mới một lần. À. Trong một đợt mình thả là hơn 1 tấn ốc, nếu mà đạt là 90% là hơn 1 tấn ốc đó. Mà mình tính lấy chừng 1 tấn ốc thôi. Một đợt có 100 m² mà mình lấy một đợt 1 tấn thì nó tầm dạng cỡ 30 triệu rồi. 30 triệu à, 1 tấn ốc thì giá 30.000 hả? Giá 30.000 mình tính giá rẻ thôi, 30.000 đi, mà cái giá thị trường nói chung có lên có xuống hoài, nó rẻ nhất. Nếu mà mình nuôi con giống á, mình phải tạo được con giống. Tuy là ở trại mình á bán con giống thiệt, nhưng mà mình chia sẻ cho mọi người, nếu mình muốn nuôi con giống này thành công cho có kinh tế á, là mình phải tạo được cái con giống của mình. Tại vì mình chịu khó mình mua một lần đầu, cái mình chịu khó thì nó khoảng tầm dặn 5 tháng là nó đẻ rồi, mình phải là mình tiễn mình làm ốc bố mẹ. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Đó, thì ở những cái video trước á, thì mình có nói về cái chiến lược về cái nuôi ốc bươu đen. Đó. Để nuôi ốc bươu đen thành công thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược nó rõ ràng, chúng ta phải có một cái chiến lược nó lâu dài thì chúng ta nuôi con ốc nó mới đạt hiệu quả. Đó. Chứ chúng ta thấy người ta nuôi, chúng ta về bắt chước chúng ta nuôi, chúng ta lấy nuôi 1-2 ngàn, thì cái đó thì nó chúng ta không có chiến lược thì nó sẽ thất bại nha mọi người. Mình chắc chắn một điều là nó sẽ thất bại rất cao, cái tỷ lệ mà chúng ta nuôi nó không thành công rất cao thì chúng ta không có chiến lược thì nuôi con ốc nó không có đạt nha mọi người. Đó. Thì hôm nay như cái tiêu đề mọi người thấy đó là nuôi con ốc bu thì chúng ta sẽ kiếm được 30 triệu một tháng. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ cho mọi người biết cái mô hình đó như thế nào, và hôm nay sẽ là người thật việc thật đó, mình sẽ quay chia sẻ, mình sẽ gặp anh Hải để được anh chia sẻ về cái mô hình mà nuôi ốc bu mà của anh có thể nói là thu nhập là được 30 triệu một tháng đó. Về vấn đề nuôi ốc thịt nha mọi người đó, thì không dài dòng nữa thì hôm nay mình sẽ đến gặp anh Hải để cho anh chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết mà anh đã làm được trong cái con ốc bu để chúng ta được tham khảo. Bây giờ chúng ta vô ra gặp anh Hải để được anh Hải tâm sự nha mọi người. Rồi, chào anh Hải. Mày lưới nữa ha. Lưới là làm gì đây? Ốc á, khách đặt mình mai lưới rồi mai luôn. Mày biết mày lưới luôn hả? Dạ. Chỗ mình có mày lưới luôn hả? Mày Dạ. mùng quá ha. Mùng lưới á. Tại lúc trước có nuôi cá rồi nên cũng may rồi biết may mùng lưới. Hồi đó nuôi cá là bằng mùng lưới không à. Bây giờ khách đặt bắt ốc rồi, cái đầu cái đặt mai lưới rồi mình mai luôn. Tại trước kia có nuôi cá dưới ao á. Là nó cũng có nuôi cá rồi nữa hả? Trước là có nuôi cá. Cá rồi xong rồi thấy không ổn rồi. Rừng giá nó bấp bênh quá trời bấp bênh rồi. Chi phí thì quá nặng. Giá thì bấp bênh. Nó chuyển qua mà nuôi ốc. Trong khi đó nuôi ốc thì cũng có nuôi con thêm cái con quỷ đen. Nó Lên đen nữa hả? có nuôi được nó đen nữa, mà trong khi đó nuôi được của cái con quỷ đen nó cái nó cái nhu cầu nó đầu ra với nó lợi nhuận nó không có. Rồi nên bỏ không có nuôi con vượn đen, mà chỉ giữ lại con ốc thôi không à. Nuôi ốc thì anh thấy nuôi ốc này so với những cái nuôi cá, nuôi ruồi đó là sao? Ốc thì cái lại lúc mà mình chỉ tốn cái chi phí bắt con giống lúc đầu không à,
rồi mình cái thức ăn thì mình tự tạo, mình thấy tận dụng ba cái bèo mướp cũ rồi này kia mình cho nó ăn thì nên cái chi phí mình thức ăn của nó rất thấp, mà cái giá ốc bây giờ hiện thời giờ thì nó cũng ổn định. À, thì từ đâu mà anh có cái ý định mà mình nuôi cái con ốc bu này vậy anh hả? Tại hồi đó chung là đi bắt ốc đồng á, về bán cho lái, ở người ta mua thường thường nó mua ở chợ rồi nè, nó nhiều lắm, ốc của đó nó nhiều dữ vậy, mà bắt cái nó cũng thời gian cái con thấy nó hết thì cái theo thấy vậy thôi mình tiễn mình bắt cái mình tiễn mấy con ốc gọn gọn nhỏ nhỏ mình liền với hầm mình nuôi, mình đợi nó lớn là mình mới Mới bán à? mới bán. Là anh đi bắt ốc, bắt ốc lộn xộn rồi mình tiễn mấy ốc bự trừ ốc nhỏ lại ha. Đúng rồi, À. tiện mấy ốc nhỏ để thả dưới hầm nữa nó lên, mình nói nó lớn rồi mình mới bắt đi bán, chứ còn nhỏ bán không có khí. Đó nghĩa là mình dưỡng nó cho nó bự ha. Mà Đúng rồi, thấy nó lớn nhanh quá hay sao rồi bắt đầu mình nuôi luôn hả chị? rồi cái đầu ấy thấy nó lớn nó lớn nhanh thiệt, rồi cái nó sinh sản ra, nó đẻ trứng ra, sinh sản ra cái mà mình nói chung là mình cũng không biết là nó nở nó đạt làm sao, mình cũng không biết, nói chung lúc đó không biết gì hết. Cái bắt đầu cái mình lo mình vớt mấy gốc bự mình đi bán, mà ngày mình thả dồn dồn vô cái không biết mấy trăm ký gì nói, mà ngày cứ thả ngày nào cũng đi vớt lại cái hầm, mình vớt ở ngoài vớt hết có rồi, cái lại hầm hầm nhà mình vớt, hầm nhà mình vớt ngày 20-30 ký có, 40-50 có ký có, mà cân ngày cân ký 30.000 à, cứ 2 năm về trước á, chứ nó không có được cao nữa, 30.000 hả? 30.000 ký à. Rồi anh bắt trong hầm vậy đợt đợt sau ốc đâu rồi ba anh có mình bắt ốc khác nữa. Cho mình bắt cái đội bắt thì bắt nó đâu sót đâu hết đâu, nó sót lại á, sót mấy gốc bự lại cái nó mới sinh sản ra, đẻ ra đẻ trứng ra, À, đại chứng hả? rồi nói chung không mình cũng vô tình nữa, nhưng mình cũng không có biết là mình lấy trứng vô ấp mình thấy đẻ ra sao có trứng, nó mấy trứng ngập nước thì nó bị đen trơn à, nó bị vàng nó đen hư trơn à, cái thấy vậy lụm vô cái lẻ dùng cái thau cái lấy ba cái lá chuối cái tẩy nó lại, Chỗ này đây ha. tẩy lại mình lụm vô thử coi chơi có làm sao, cái chuối đậy lại mà nó nở nở cũng nở gặp lụm mấy trứng mà nở đen còn gặp cái ham, rồi từ đó sau lụm trứng vô hấp hết rồi cái đem thả lại hầm bự, đem thả lại hầm. Có nghĩa là con giống là lúc trước là mình là như vậy đó ha. Cái mình thả vô hầm hoài vậy đó, cái rồi cái sau càng ngày thấy càng nhiều nhiều, chung nó đẻ nhiều lắm, mưa chúng nó đẻ dữ lắm, Vậy là giờ anh cũng bắt liên tục vậy đó hả? bắt liên tục Vừa luôn, vừa bắt vừa vừa thả xuống vậy đó hả? quát thì thả thả giáp đất hết luôn, hầm nào cũng thả, ra mới đầu tháng hầm một chơi thôi không ngờ thấy nó nhiều rồi, tại vì ngày 30 ký 30-40 ký là ngày nào cũng có, chứ nó lớn hoài vậy đó, giờ nó lúc nào ốc mình hấp lên nó thả xuống, nó thả giáp đất hết trơn luôn. Tại ngày lượm được ba giờ mình vớt 30-40 ký trong những cái hầm của mình đó hả? Lúc đó ốc ngoài hết rồi, rồi cái mới vớt trong hầm của mình là ngày 30-40 ký, có khi 50-60 cũng có. Là làm liên tục cho mình vừa vớt cái mới mình vừa thả ốc ốc con xuống vậy đó hả? Với quài thả làm với quài vậy. Là lúc đó thấy ham mày đâu có đi bằng hộ đâu, nghỉ luôn, Nghỉ hộ luôn nghỉ hả? bằng hộ luôn, nhà xài với ốc luôn, cứ ấp lụm lên ấp vậy đó. Tính ra anh vớt cái đó là một ngày kiếm cái triệu quạt còn gì nữa. Bởi vậy thấy ham đó nghỉ đồng hồ luôn, không đi đồng hồ nữa, ở nhà nữa đâu cái Là vô tình mình làm được bí kíp đúng không? đúng rồi, vô tình lượm cái kiếp, cái thấy lúc đó cũng nhà có trồng đu đủ rồi, bầu mướp đồ này kia cái luyện xuống cho nó ăn, gặp tại vì gặp đó nó hư đồ kia luyện xuống ăn quất, nó quất luôn rồi, không nói chung là không có tốn thức ăn gì chứ, chỉ là đồ tận dụng ba cái đồ hư đồ vạc đồ này kia luyện xuống cho nó ăn à, mà cũng lúc đó cũng cũng đi vớt vậy đó, mà mấy con ốc bự chỗ nào đẻ nhiều quá nghỉ không vớt, có bự nữa để cho đẻ. Thì tại thì em thấy như là anh bớt cái nuôi ốc thịt rồi phải không? Bớt Tại rồi sao sao anh không không nuôi ốc thịt nữa mà rồi giờ anh bớt nuôi ốc thịt rồi? tại bây giờ thấy cái nhu cầu người ta đặt ốc giống á nhiều quá,
ta nuôi, người ta cũng nuôi, người ta cũng hỏi mình nuôi mua đặng mình người ta mua về người ta nuôi á, nên giảm không có bán ốc thịt nữa, ốc thịt ít lại rồi. Là không nuôi ốc thịt nữa để dành con giống để bán cho bà con ha. Rồi để dành con giống bán. Thì em thấy ở đây những hành anh để trống quá trời đây, tưởng anh sao mà không nuôi nữa mà. Cái hầm này lúc trước là cũng như nó ốc thịt á, thì lúc trước mình bán cũng mấy cái hầm, mà còn tại vì là mình lúc đầu tiên mình cái người ta cũng ít mua lắm, sau này người ta biết cái giá ốc nó lên cao á, ta mới nuôi, ta mới mua. Rồi thì lúc đó thì bây giờ mình mới để lại, nó còn cũng dài hầm mà, chứ nó không có được như lúc thả nữa, mà đang bây giờ đang gầy thêm hết khu vực mà đất mà của mình luôn, Hết rồi khu vực vườn luôn hả? hết khu vực vườn luôn, tận dụng hầm còn nhiêu là làm hết luôn, Làm hết là nuôi ốc thịt hay là ốc bố mẹ? chung là nuôi ốc bố mẹ. Ốc mẹ rồi cũng có chừa một khoản nữa mình nuôi ốc thịt thêm nữa, tại ốc thịt bây giờ không đủ bán, không bao giờ lấy của người ta, không bao giờ đủ để bán. Đó thì bây giờ anh Hải có thể chia sẻ cho mọi người biết được cái cách giống như là cái hướng để chúng ta nuôi được con ốc nó đạt hiệu quả rồi, chi tiết nhất cho mọi người có thể tham khảo được không anh Hải? Cái mình ví dụ như mình có cái ao khoảng 100 m² đi, ví dụ như 100 m² đi, hoặc là cái bể bạt 100 m², Ví dụ anh tính cho 100 m² ha. Bây rồi giờ tính chúng ta 100 m² ngay cho dễ. Ví dụ 100 m² nói trước trước tiền là 100 m² bể trên cái ở dưới cái ao đi, là mình thả có thể mật độ nó là 500 con trên 1 m², là cái ao dưới ao là 500, là 500 con 1 m², chúng ta nuôi thương phẩm ốc thịt á. nuôi ốc thịt á, ốc thương phẩm á. Còn nếu mình muốn nuôi mình không có cái ao á, mình nuôi ở trên bể bạt á, thì khoảng 300 con một trên 1 m². 500 con mấy chuông thì gì như trên mấy mẹt là 300 con, vậy là 100 mét vuông là 30.000 con hả? 30.000 con. Ở dưới ao thì 100 m² thì nó ra tới 50.000 con. Là mình nuôi, nói chứ mình nuôi nên kinh tế, mà mình muốn có kinh tế mình phải nuôi vậy mới được, Nó phải số số lượng vậy ha. nuôi số lượng vậy nó mới có kinh tế, chứ nuôi số lượng ít đâu có kinh tế đâu. Thì nuôi khoảng bao lâu chúng ta có thể thu hoạch được? Nhưng nuôi khoảng cao nhất nếu mà ở dưới ao thì 3 tháng rưỡi rồi, 3 tháng rưỡi bắt đầu thu hoạch rồi. Còn nuôi ở trên thì bể bạt thì khoảng 4 tháng mình thu hoạch. Nếu thu hoạch vậy, dụ em không có diện diện tích ao thì có cái cách nào đó tăng cái thu nhập lên không anh? Thả thêm vô hả? Tính tính thả thêm vô hay gì? Được chứ. Ví dụ như ốc mình 2 tháng. Ốc mình như mình thả cái đợt đầu tiên là nó 2 tháng đi, giờ mình bắt thêm nó là bắt thêm nó, ví dụ như nuôi ở dưới ao là 50.000 con trong trên 1 m², 100 m² Trăm luôn, 50.000 con là nuôi trong 100 m² dưới ao, là mình 2 tháng sau là con ốc của mình nó bự rồi, cái mình bắt thêm 50.000 con nữa, mình thả nhồi vô nữa, là lúc đó nó không có chẹt, tại vì con ốc mới thả nó nhỏ, nó xíu rồi, nó không có ảnh hưởng, nó không có chiếm cái diện tích mà của 500 con lúc trước, 5.000 con lúc trước. Có nghĩa là sao mình thả dù như là dưới ao thì mình thả 50.000 trước, sau 2 tháng mình thả tiếp tục là 50.000 nữa. Đầu cái là cái con ốc mà lần thứ 2 mình thả là nó được 2 tháng, 2 tháng là mình thu hoạch được cái 50.000 con đợt trước rồi. Cái đầu cái mình thả tiếp tục vô lần thứ 3 50.000 con nữa, cái 2 tháng cái mình thả là cách 2 tháng cái mình thu hoạch được 50.000 con nữa. Có nghĩa là cách 2 tháng mình thu hoạch một lần rồi mình thả ốc mới một lần. Nó sẽ chuyện gì hoài đó, là mình có cũng như là mình nó không có chiếm diện tích, tại con ốc bự với ốc nhỏ nó không có chiếm diện tích gì nhiều chứ. Có nghĩa là sao nếu mà chúng ta nuôi đạt thì mình thả 30 50.000 thì mình thu hoạch thì khoảng bao nhiêu con? Bao nhiêu ký hả? Nếu mà tính thương phẩm nuôi thì khoảng 30 con 1 ký, thì 30 con hả? 30 con 1 ký
rồi mình cứ vậy đó, mình nhân 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 lên, tại vì bán giống lúc người chặt cái giả giống bán là người ta trừ hao hụt cho mình rồi. Chú ý là mua 50.000 thì anh sẽ trừ hao hụt trong đó rồi, đúng không? À, đúng rồi, trừ cái mua 50.000 là trừ hao hụt cho ở trong đó cho khách rồi. Là nó ra năm năm mười mấy ngàn nữa hả? Ra năm mấy ngàn đó. À. Nếu mà nuôi đạt là nói chung là nó ra cũng như 30.000 con, quên 50.000 con, nó chèm chèm gần 1 tấn ốc rồi. Tấn ốc. Nếu mà đạt ok luôn 90% là nó trừ hao hụt luôn là hơn 1 tấn ốc đó. Hơn 1 tấn ốc trong một vụ đó ha, trong một cái đợt mình thả ha. À, đúng rồi. Trong một đợt mình thả là hơn 1 tấn ốc, nếu mà đạt là 90% là hơn 1 tấn ốc đó. Mà mình tính lấy chừng 1 tấn ốc thôi. Một đợt có 100 m² mà mình lấy một đợt 1 tấn thì nó tầm dạng cỡ 30 triệu rồi. 30 triệu, một tấn ốc thì giá 30.000 hả? Giá 30.000, mình tính giá rẻ thôi, 30.000 đi, mà cái giá thị trường nói chung có lên có xuống hoài, nó rẻ nhất là 30.000 đó. Là mình cứ thả xe chiền như vậy hoài ha, cứ cách 2 tháng là mình là thả một đợt ha. 2 tháng thả một đợt, 2 tháng thả một đợt là nó có xe chiền hoài, là nó không có sợ chiếm diện tích gì chứ. Tại vì con ốc nhỏ xíu mình mới thả nó đâu có chiếm diện tích con ốc bự đâu. Rồi cái đầu mình bán ốc bự thì con ốc nhỏ kia nó được 2 tháng rồi. Cứ 2 tháng xe chiền, 2 tháng thả vô, 2 tháng thả vô. Nếu mà cứ là 2 tháng mình thả vô là 2 tháng mình thu hoạch. Đúng rồi, 2 tháng thu hoạch. Là dưới diện tích một cái ao diện tích 100 m² thì cứ 2 tháng mình lại thu hoạch được 30 triệu. Đúng rồi, 30 triệu. Là nuôi đạt ha. Nuôi đạt. Là tính cái giá nó rẻ thôi đó, chứ chưa tính là cái giá thịt chữa, giá nhiều khi nó lên xuống bấp bênh. Cái giá thì rẻ nhất là 30.000 đó. 30.000 là xô ha, chúng ta rẻ nhất luôn á. Tính chứ nếu ốc lên nữa thì nếu mà tầm 40.000 năm có cỡ có khi 50.000. 50.000 tấn ốc thì mình được 50 triệu. Mà trong 100 m² đó dưới hầm mình có làm gì đâu. Đi thả cá thì cũng đâu có lợi nhuận gì đâu. Cái này mình cho ăn nhiều không? Ví dụ mình còn phải cho ăn nhiều, mình lốn chi phí ăn nhiều không? Chi phí bèo nè, như bầu mướp dụng lá cải đồ của người ta ra chợ đó, xin người ta hoặc người ta bán rẻ cho mình, còn mình không mua thì mình vớt bèo cho nó ăn, bèo cám nè, vớt bèo cho nó ăn, đâu có tốn chi phí gì đâu. Đó mọi người, đó là cái cách chia sẻ từ chỗ anh Hải, mọi người người đó nó từng trải từng nuôi ốc thương phẩm ở những năm trước thì anh đã cách cái nuôi ốc của anh là như vậy nha mọi người. Thì khi mà biết thị trường họ có nhu cầu về con ốc cao thì anh đã chuyển qua cái nuôi ốc ốc giống, anh không nuôi ốc thương phẩm nữa. Nếu mà mình nuôi con giống á, mình phải tạo được con giống. Tuy là ở trại mình á bán con giống thiệt, nhưng mà mình chia sẻ cho mọi người, nếu mình muốn nuôi con giống này thành công cho có kinh tế á, là mình phải tạo được cái con giống của mình. Tại vì mình chịu khó mình mua một lần đầu, cái mình chịu khó thì nó khoảng tầm dặn 5 tháng là nó đẻ rồi. Mình phải là mình tiễn mình làm ốc bố mẹ, rồi còn nhiêu mình máu thịt cũng được, mình tiễn ra làm ốc mẹ nó mới sinh sản ra. Rồi mình mới có cái mình đâu, mình tự tạo con giống được rồi, mình đâu có tốn con giống đi bắt đi mua của ai nữa đâu. Thức ăn thì nó có sẵn vậy, bèo này kia thì nó ăn, thì cũng như là mình chỉ tốn công mình chăm sóc nó thôi đó. À, có nghĩa là lúc đầu mình sẽ mua giống rồi sau đó mình sẽ tự tạo con giống ha. Đúng rồi. Mình tự tạo con giống là sao? Là như nói là 5 tháng ha, 5 tháng là bắt đầu nó đẻ hả? 5 tháng là bắt đầu nó đẻ rồi. 5 tháng là nó đẻ là bắt đầu nó đẻ rồi đó. Mình chịu khó, mình lúc đầu thì mình chịu khó làm cái gì cũng vậy thôi. Lúc đầu thì nó hơi nặng vốn chút xíu vậy, thì từ đó sau bắt đầu cái mình mới tự tạo nha. Mà đặc biệt cái con ốc mà mình tạo được nó dễ lắm, dễ hơn mấy con khác. Mấy con khác chứ nó khó hơn. Ốc thì... nó dễ tạo ra thì mình nói chung mình dễ làm. À, có nghĩa là mình tự tạo giống được ha. Thì em cũng thấy là nuôi những con khác, ví dụ như chúng ta nuôi cá thì chúng ta phải đi bắt giống thôi, tại cá thì chúng ta không có tạo giống được. Còn con ốc này thì em thấy nó chúng ta có thể tạo giống được nè, do đó chúng ta có thể nuôi
chúng ta lấy giống một lần rồi sau đó chúng ta tự tạo ra và chúng ta tự tự nhân giống ra để chúng ta nuôi. Rồi đó là cái phần chia sẻ về cái chiến lược nuôi ốc bươu đen để đạt hiệu quả kinh tế nha mọi người. Đó thì nếu mọi người thấy video mình hay, nhớ cho mình một like, nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Đó, xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.